Vĩnh biệt nữ chính trong Thằng Cù Nhà Thờ Đức Bà. Nữ diễn viên gạo cội Gena Lollo Brigida, một trong những biểu tượng cuối cùng kỷ nguyên vàng của Hollywood, đã qua đời ở tuổi 95. Chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 16 tháng 1, Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Zanzilia viết: "Vĩnh biệt một diva màn bạc, nhân vật chính của hơn nửa thế kỷ trong lịch sử điện ảnh Italy. Sự quyến rũ của bà sẽ còn mãi mãi." Nhắc tới Gena Lollo Brigida, điện ảnh thế giới không thể nào quên vai diễn để đời Esmoda của bà trong bộ phim Thằng Cù Nhà Thờ Đức Bà, The Hunchback Notre Dame, 1956. Được đạo diễn Jean Delannoy chuyển thể từ tiểu thuyết Nhà Thờ Đức Bà Paris của đại văn hào Victor Hugo. Đây cũng là bộ phim màu đầu tiên mà tiểu thuyết này được chuyển thể. Trước đó, bản phim vào năm 1939 do Maureen O'Hara thủ vai Esmoda là bà đen trắng. Bản phim 1956 là một trong những phiên bản hiếm hoi sử dụng cái kết gốc trong tiểu thuyết khi nhân vật nàng Esmoda phải từ giã cõi đời. Nhà làm phim đã chọn Lollo Brigida vì nữ diễn viên có ánh mắt sắc sảo, vòng eo siêu nhỏ, vòng một đầy đặn và có vẻ đẹp rực lửa. Trước khi thủ vai Esmoda, bà nổi tiếng với tác phẩm kinh điển Bánh Mì, Tình Yêu Và Giấc Mơ, Fred, Love and Dream, năm 1953 của đạo diễn Luigi Comencini. Sinh năm 1927, Lollo Brigida là một nghệ sĩ Italy đa tài khi vừa là diễn viên, phóng viên ảnh và nhà điêu khắc. Bà là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất châu Âu vào thập niên 1950 và đầu 1960 của thế kỷ trước. Trong sự nghiệp điện ảnh, bà từng đóng cặp với nhiều nam diễn viên gạo cội lúc bấy giờ như Errol Flynn, Burt Lancaster và Humphrey Bogart. Bộ phim cuối cùng bà tham gia vào năm 1968. Từ thập niên 70, nữ diễn viên đã chuyển hướng sang lĩnh vực điêu khắc và làm phóng viên ảnh, đã từng phỏng vấn và chụp ảnh chung với lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro.